Chào mừng các bạn đến với một ngày mới. Và hôm nay mình cực kỳ hứng phấn vì mình vừa mới đứng cân xong. Và bây giờ mình sẽ cân lại cho các bạn xem. Này đây, mình thề với các bạn, cái cân tiên sư này cái cân rất là láo. Mỗi khi mà mình đứng lên cân không có máy ảnh là nó sẽ thấp hơn tầm 2-3 lạng. Hôm nay mình đứng lên cân là 74,4. Rất là mình rất là mừng. Xong đến lúc mình đặt cái máy ảnh ra, mình quay, cuối cùng nó thành 74,6. Không sao, chúng ta sẽ lấy cái kết quả mà mình đã cho các bạn xem là 74,6, cao hơn, để chúng ta có đi xuống thấp hơn nữa. Chào mừng đến một ngày mới. Mình đã có một sự thay đổi ngày hôm qua. Và đó là sự thay đổi gì? Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết cách thay đổi về cái chế độ ăn này như thế nào. Bây giờ mình còn có bữa ăn trước khi tập. Rất là đơn giản, nhẹ nhàng, rau, thịt, cơm, tương ớt. Và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một chút trước khi chúng ta sẽ ăn bữa này. Đó là chúng ta sẽ nói chuyện cái vấn đề mà hôm qua chúng ta đang nói dở về nếu khi các bạn bị chững cân thì các bạn nên làm gì. Ok, mình biết là không có ai muốn bị chững cả, nhưng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra với các bạn. Hoặc là họa hoàn lắm, hoặc là họa may lắm, mình mới gặp duy nhất một người mà không bao giờ bị chững. Đấy là một trong những khách hàng của mình. Và tất cả mọi người nhá, thì thường nó sẽ bị chững khoảng tầm 2 đến 4 tuần chắc chắn là sẽ bị chững. Và bị chững đấy ấy, thì sẽ làm gì? Bị chững nhá, ok, thì có nghĩa là mình sẽ có lấy hai trường hợp đi. Chững ở đây có nghĩa là thấy cân nó gần như là đi xuống một tí rất thấp, hoặc là đi ngang luôn ấy. Còn với bản thân mình thì khi mà cái mức này ấy, khi mà để mà mình xác định là mình có muốn thay đổi cái chương trình tập của mình hay không ấy, nó sẽ vừa lựa vào cái mục tiêu của mình là 0,8 cân một tuần mình cần giảm. Và hai tuần vừa rồi mình thấy là 0,6 một tuần, 0,6 một tuần, 0,7, mình thấy là ok, nó cũng gần gần đấy. Nhưng mà tại vì là cái mục tiêu mình đã đề ra rồi, mình muốn theo đuổi thực sự với bản thân nó, thì mình cảm thấy là không được, mình phải muốn giảm một chút nữa. Nhưng mà giảm bao nhiêu, quan trọng là giảm bao nhiêu. Ok, trước khi nói giảm bao nhiêu thì mình sẽ phải nói là các bạn sẽ phải thay đổi cái gì. Nó có một số cái để các bạn có thể back on track, để có thể quay trở lại với cái mức tốc độ giảm ban đầu của các bạn, tốc độ mà các bạn mong muốn ấy. Đấy là đầu tiên nhá, các bạn có thể giảm mức calo xuống này. Thứ hai này, tăng cardio lên này. Thứ ba này, tăng số bài tập lên, hay là gọi là tăng training volume lên này. Thứ tư nữa là tăng training intensity. Tăng training intensity là tăng cái thời gian mà các bạn tập lên, có nghĩa là cái thời gian nó phải rút ngắn lại, các bạn sẽ phải tập nhiều hơn, nghỉ ít hơn. Đấy, hoặc là có thể thay đổi cái số lượng bài tập đi. Nó có rất nhiều cách để các bạn có thể thay đổi như vậy. Nhưng mà cái mà liên quan đến bài tập ấy thì các bạn không phải quan tâm quá nhiều, vì thực ra là mình mỗi tuần mình đã thêm cho các bạn rồi, nên là cái đấy dần dần bọn mình sẽ nói chuyện sâu hơn. Còn cái mà mình muốn các bạn làm cho mình, các bạn phải tự làm ấy, đó chính là về chế độ ăn và cardio. Và chế độ ăn và cardio thì như thế nào? Chế độ ăn với cardio ấy, thì với bản thân mình nhá, tuần này mình sẽ giảm 5% cái lượng calo đến từ carb và fat, protein giữ nguyên nhé. Có nghĩa là không phải là trừ 5% tổng calo đâu, mà chỉ là trừ 5% lượng calo đến từ carb và fat. Có nghĩa là mình giảm số gram của carb và fat đi 5%. Đồng thời mình tăng 10% của cardio của mình. Đấy là với bản thân mình muốn như thế. Vì sao? Vì mình muốn như đấy, là mình muốn kiểu giảm đều cả hai và giảm từng tí một. Còn nếu các bạn nhá, có những người ta không muốn giảm ăn, thì mình khuyên là các bạn hãy tăng 20% cardio lên. Còn những người nào mà không muốn cardio ấy, thì thay vì giảm 5% như mình, 5% cái carb và chất béo đấy, các bạn giảm 10% cho mình. Đấy, nếu các bạn không muốn cardio, các bạn giảm ăn. Còn nếu các bạn không muốn giảm ăn, các bạn tăng cardio lên. Đấy là cách mà chúng ta sẽ giảm. Và với bản thân mình đi, mình đã chọn là giảm 5% của cái tổng lượng carb và fat mình nạp vào một ngày. Và mình tăng 10% cardio lên. Cardio, các bạn nhớ tuần trước là mình đã bảo với các bạn là 2 lần mỗi lần 300 calo đúng không? Thì ở lần này các bạn sẽ tăng 10% lên là tầm 330 calo một lần đấy nhá. Nhưng mà với những bạn nào ấy, thực ra thì mình có muốn có cái điều này mình muốn nói là có những bạn có những cái máy nó đo đúng. Nhưng mà có những bạn, mình nói thật là khi mà các bạn đi tập ấy
các bạn cảm thấy là có những bạn rất là muốn xong sớm, các bạn để dốc nhưng mà các bạn lại không tập hết ấy, thành ra khi nó đốt nó không phải thực sự đấy là calo đốt của các bạn. Nên là hãy xuất phát bắt đầu từ những cái dốc nhỏ thôi, các bạn tăng theo thời gian đi chẳng hạn. Rồi ví dụ như bây giờ các bạn xuất phát là ở tốc độ là tầm 5 km/h, ở dốc 6 thì chẳng hạn, ok các bạn đi tầm 40 phút mới được 300 calo chẳng hạn. Nhưng mà cái đấy là cái mà các bạn thì có thể thực hiện được, các bạn không phải nắm, không phải giữ, không phải cheat. Cái nào mà các bạn làm không phải cheat ấy, để rồi sau này khi bạn tăng ấy, ok các bạn có thể, các bạn không cần đếm theo calo, các bạn đếm theo cái thời gian hoặc là cái độ dốc cho mình. Nếu mà các bạn ví dụ như là hôm nay đi chẳng hạn, các bạn tăng cái 10% cardio nhá, thì thay vì là tăng 30 calo lên thì các bạn sẽ tăng 1% độ dốc lên chẳng hạn, lên 7 đi chẳng hạn. Rồi các bạn sẽ tăng cái thời gian đi của bạn lên từ bao nhiêu, tổng cộng là 80 phút đi, thì lên tầm 85 phút đi một tuần, hoặc là 86 phút đi, để chia nó dễ thành 43 phút một lần đi. Với bản thân mình ấy, mình muốn xuất phát thấp 5 km/h, dốc 6, và chúng ta sẽ đi từ từ tăng từ từ đấy, mình sẽ tập trong vòng 30 phút chẳng hạn. Nhưng mà tuần này mình sẽ tăng lên là mình sẽ tập là 35 phút đi, mình giữ độ dốc đấy. Nếu mà mình không muốn tăng cái độ dốc thì mình tăng lên tận 35 phút liền, không phải là 10% nữa, không phải là 10% chỉ cái thời gian nữa, mà là mình tăng 35 phút để làm sao mình giữ cái lượng đấy. Và khi các bạn giảm thức ăn ấy và tăng cardio từ từ ấy, thì nó khi nó kết hợp với nhau ấy, các bạn sẽ thấy là các bạn không phải giảm nhiều hay tăng nhiều, là nó gây cái đột biến đến cơ thể ấy, và cơ thể nó sẽ thích ứng dần dần. Và đấy là cái cách mà chúng ta sẽ gọi là phá cái plateau, hoặc là muốn theo đuổi cái mục tiêu mà các bạn đã đề ra, cái tiến độ mà các bạn mong muốn ấy. Còn có những cái cách khác như là refit hay là rồi diet break, thì cái đấy thì mình sẽ nói với các bạn sau, trong những video sau. Còn hôm nay mình sẽ phải hoàn thành cái bữa pre-workout. Hơi nguội đấy, chắc phải đi hâm nóng lại và chiến đấu với buổi tập ngày hôm nay. Mình đang chờ, hôm nay mình đã quay trở lại với chúng ta rồi. Nên là đừng quên nhớ theo dõi hết video, và có rất nhiều góc đẹp cũng như là kiến thức mới lạ. Hôm nay thì mình sẽ thay vì voiceover thì mình sẽ ở mỗi bài sẽ hướng dẫn các bạn một chút, thì mình muốn tương tác mọi người một cách khác hơn là chỉ có qua cái voiceover đấy. Đầu tiên nhá, với bài bench này mình ít hướng các bạn, thì mình muốn hướng các bạn từ cách đầu là mình sẽ hướng dẫn cái nằm trước này. Nằm nhá, các bạn để ý cho mình là mình sẽ để cái chân này sát vào trước này đây, và sau đó mình sẽ nằm xuống. Bây giờ mình sẽ dùng hai tay mình bám vào đây này để mình di chuyển thân người, mình đẩy xuống làm sao cái hai cái xương bả vai của mình ấy. Ngực, bạn có thấy là nó hình thành một đường cong này không? Đây là mình cố gắng kéo mông này và hai xương bả vai của mình vào nhau bằng cách đẩy, dùng tay đẩy ở đây này. Và cái tầm mắt của mình ấy, để nằm cố gắng làm sao nó thẳng một đường thanh tạ này. Để vì sao? Vì khi mà các bạn lấy thanh tạ ra, các bạn muốn nó ra ngoài, không phải là khi mà các bạn đẩy thì các bạn lỡ mắt các bạn lại để chạm vào cái thanh tạ này. Nên là hãy cố gắng nằm thẳng tầm mắt ra đây. Ngón tay thì ở đây nó hai cái vòng này, thì mình sẽ để cái ngón này, ngón trỏ của mình ngoài đây, vì mình muốn tập nhiều phần lực và tự có nhiều sức mạnh hơn từ phần tập này. Và từ đây nhá, mình sẽ làm sao đặt cái vai của mình lại một chút để cho nó thực sự vào cái tư thế ấy. Các bạn sẽ thấy cảm thấy đau, cảm thấy nhói, nhưng mà càng khó chịu thì chứng tỏ cái động tác của bạn càng đúng. Và cái chân của bạn, các bạn nhìn mình để nhá, nó sẽ làm sao phải chạm đất và gần như là đi sát vào mông, đi sát vào trong, nhưng mà khi có chân của bạn phải chạm đất. Ở đây thì mình sẽ qua nhá, mình có thể dạy cho các bạn này. Ví dụ nhé, sau các bạn tập nặng ấy, khi mà lấy tạ ra này, khi lấy tạ ra này, hít một hơi thật sâu này, nếu mà tạ nặng nhá, thì hơi đẩy mông lên một chút và gồng cái bụng lên, đẩy cái bụng nó về và nằm xuống đấy. Đây là cái điểm xuất phát của bạn. Khi mà các bạn đi xuống nhá, đi xuống thật chậm này, chậm xuống đến chạm ngực nhá. Chúng ta sẽ đi một hình vòng cung, không phải là đi thẳng thế này đâu nhá, mà cố gắng này đi cùi chỏ xuống này, đi cùi chỏ xuống này. Và xong rồi chúng ta lại đẩy lên một hình vòng cung, không anh chỉ một chút xíu lên đây, lên thẳng đấy, hít vào trước này, nhưng mà đẩy lên nhá, đừng có đẩy lên cao quá thế này, các bạn mất cái độ của hai sườn bả vai nó kéo vào nhau, cố gắng giữ hai sườn bả vai đó để sau chúng ta bảo vệ. Ở đây hãy cố gắng kéo hai cái xương bả vai lại để làm sao cho khi mà các bạn giữ hàng trăm cân trước mặt đi,
thì cái khớp vai của nó sẽ là khớp yếu nhất của bạn. Và đó là lý do vì sao mình muốn các bạn giữa hai sườn bờ vai rất là nhiều, để làm sao chúng ta tập cái bài này thực sự an toàn. Nên là hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài này với 4 hiệp như tuần trước, IP 789 xong load drop, nhớ nhá. Tuần trước các bạn còn nhớ là mình khi mà tập AP9 này mình tập đúng cái mức tạ mà mình muốn tăng lên, nhưng mà mình chỉ tập được 4 cái. Nên rút kinh nghiệm tuần trước, hai hiệp đầu mình quay trở lại với mức tạ của tuần đầu tiên để làm sao mình giữ sức, để hiệp này mình thử xem là cái sức của mình có thể đề được 5 cái của mức tạ AP9 mới không. Thì mình rất là muốn thử bản thân như thế nên là mình mới phải giảm hai hiệp đầu tiên. Nếu bạn nào cũng muốn như mình thì có thể quay trở lại cái mức tạ tuần đầu tiên của hai hiệp đầu để làm sao chúng ta tăng mức tạ cuối ở hiệp cuối này. Và thêm nữa nhá, mình muốn các bạn cái tip một cái nữa mình quên chưa nói với các bạn là khi các bạn nằm ấy, hãy đặt đầu xuống và cố gắng nhìn thẳng lên trần nhà cho mình. Nhìn thẳng lên trần nhà, nhìn hơi chéo một chút thôi, đừng nhìn theo lãnh tạ hoặc là đừng cúi đầu lên. Như vậy các bạn sẽ làm cho cái sườn bảo vai nó dần bị chẵn ra ấy, nhưng mà không tốt gì. Mình cảm thấy vẫn chỉ là 4 cái. Thực sự chắc là mình sẽ phải từ từ dần dần rồi mình mới biết được là sau cái chặng đường này thì cái mức tạ nó sẽ tăng lên được nhiều hơn không. Tại vì cái bài này nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và đúng cái đầu nó cũng dồn dần đấy. Cái thứ năm, đáng lẽ là mình nên mời một người nào đó kiểu support mình để làm sao mình có tự tin đấy. Thực sự là cái thứ năm mình không hề đủ tự tin tí nào. Thật sự là mình rất là tức với bản thân mình. Không sao, chúng ta sẽ còn vẫn một hiệp nữa, cố hoàn thành luôn. Sau khi xong bài đầu tiên đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ hai. Nhưng mà thay vì là chúng ta tập ghế ngang như tuần trước thì hôm nay chúng ta sẽ tập ghế dốc. Các bạn chú ý nhá, mình sẽ nâng cái ghế dốc này lên đến tầm 30 độ thôi, đừng nâng lên được 45 độ. Tại vì khi các bạn càng để dốc ấy, cái vai nó càng tham gia nhiều, mà mình muốn tập trung vào phần ở trên thôi, nên thì mình sẽ để cái ghế dốc 30 độ. Và bây giờ mình sẽ tập một hiệp khởi động để hướng dẫn các bạn động tác nhá. Tương tự là chúng ta cũng tập với cái dumbbell như hôm trước, là ngồi xuống này, lấy tạ lên đứng lên này. Lần này ấy, thay vì là để sát người như hôm trước, mình muốn các bạn để ra ngoài này, để khi mà chúng ta nằm đá lên đấy, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Ở đây tương tự các bạn nghỉ một chút cho mình, sau khi xong ấy, đá lên này. Và với bạn này nó tương tự là chúng ta hãy giữ ngực vững thế này nhá, để lên này, để thẳng lên cho mình. Nhưng mà đừng bị đẩy thế này, giữ cái vai của các bạn đằng sau xuống là chậm này, kiểm soát này. Đấy, tập tương tự với cái bài dumbbell hôm trước mà chúng ta tập với là nằm ngang. Nhưng cái bài này ấy, chúng ta phải khác biệt hơn một chút ở cái cách lấy tạ lên và cách để tạ lên cho thế nào cho đúng. Và đấy là cách mà chúng ta sẽ tập với 4 hiệp tương tự như tuần trước của cái bài tập dumbbell lần này là API 789 và load drop 4 hiệp đấy. Mỗi hiệp các bạn làm thêm 18 rep. Ôi thực sự ở hiệp này mình cũng rất là ngờ ngợ, không biết mình làm được không. Cái này tuy là mình làm được với ghế ngang ấy, nhưng các bạn phải biết là càng dốc càng dọc ấy, nó càng nặng ấy. Mà mình thực hiện cùng với những mức tạ của AP9 của tuần trước thì thực sự rất là tự hào.
Đây là khi các bạn kết thúc cái hiệp cái rep cuối cùng này, các bạn sẽ hạ tạ này cho mình nhá. Bạn hạ chạm nhẹ xuống ngực này. Đấy, để lên. Các bạn hạ cái đầu này này, hơi ngửa như của bàn tay xuống này, chạm nhẹ xuống ngực như mình vừa làm. Và xong rồi giơ chân lên, rồi mở để cùng xuống với chân. Và như vậy cái lực tạ nó đè xuống chân này sẽ giúp các bạn ngồi dậy. Đấy là một cái cách hạ rất là an toàn mà mình muốn các bạn có thể học được trong cái bài này. Cực kỳ an toàn, cực kỳ hiệu quả và các bạn không phải vứt tạ ở ngoài ấy. 70 này, 70 bao này, tầm gần 40 cân đấy, 30 cân đấy. Bài tiếp theo của chúng ta ấy sẽ là một bài flies nữa, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tập với máy Pick Flies này. Và mình sẽ xuất phát cho các bạn bắt đầu luôn từ cái setup nhá. Cái setup các bạn có thể thấy là với cái này ấy, khi mà mình đến cái máy này ấy, là người ta đang setup để tập cho vai sau, giống như hôm trước chúng ta đã tập vai sau với nhau đúng không? Còn với hôm nay thì nếu mà các bạn muốn tập ngực ấy, hãy cố hãy đẩy cái này, kéo này ra và setup đến cái vị trí nào mà các bạn cảm thấy là các bạn có thể xuống sâu nhất. Thì đây là mình setup cái vị trí sâu nhất luôn. Và bên này cũng thế, tương tự thôi. Bây giờ thì mình sẽ tập một cái hiệp khởi động để cho các bạn thấy ấy. Setup vị trí là ngồi này, nếu các bạn thấy nó xuống sâu quá, hãy setup vào người cao lên để cái tay của bạn mà cầm vào đây ấy, nó sẽ dưới cái phần ngực của bạn. Cầm vào đây này, khi mà kéo vào nhá, xuống đây này. Có một tip cho các bạn đấy, khi mà kéo hãy dồn lực vào cái phần lòng bàn tay dưới này, các bạn sẽ cảm thấy rất là nhiều vào phần ngực dưới này. Tại vì hôm nay chúng ta tập trên với bài kia, hôm nay mình muốn tập này cái ngang dưới. Cố gắng kéo vào đây, lúc mà kéo vào đây nhá, giữ ở đây này. Không cần quá là vào sâu để chạm đâu, mà tại vì ấy, cái bài này nó khác cái bài dây ở điểm là cái bài này nó đã cố định một cái đường chuyển động cho chúng ta, nên là các bạn hãy vào đến cái điểm nào mà các bạn cảm thấy cơ ngực các bạn gồng nhất này. Như bạn như mình nhá, thì đây là sẽ là cái điểm gần này đấy. Ở điểm này mình sẽ giữ để cho giữ một tí thôi, 1 đến 2 giây, nó không phải quá lâu. Xuống trả chậm này, trong đó này mình cần nhất các bạn là luôn luôn giữ xương bả vai như thế này. Mình hít vào này, lên ra này, giữ gồng lên, xong rồi da cũng vừa gồng này, da giữ cái độ gồng để cho làm sao nó dồn áp lực vào cái độ gồng đấy, rất là đau. Lặp lại như vậy cho mình 20 reps. Hôm nay chúng ta có 20 reps liền vào AP 8, 3 hiệp chọn nhá. À không, 15 reps, xin lỗi, 15 reps không phải 20 reps đâu, 15 reps nhá, AP 8, cảm nhận. Nặng để làm cái gì, nhẹ thôi, tập và cảm nhận đi. Mình thấy các bạn chết quá chuồng. Cái này ấy, so với tập ngực kia, tập ngực kia nhá, 85 pound một bên đúng không? Tập này ấy, cả hai tay 70 pound, chết rồi, chết sạch 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 luôn. Combo tiếp theo của chúng ta sẽ tập bài cho vai. Và hôm nay chúng ta sẽ tập theo bài đơn lẻ nữa, mà hôm nay mình sẽ tập superset giữa hai bài. Hai bài khá là quen thuộc với các bạn đã tập rồi. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ tập với military press. Chúng ta sẽ tập cầm này, các bạn nhớ cái thanh Easybar không? Mình rất thích cái thanh này khi mà tập với military press. Và đừng, các bạn đứng cái này, gồng mông lên, đẩy cho mình lên này, xuống này, lên này. Nhớ nhá, cái cùi chỏ của bạn ấy, cái cẳng tay nó luôn phải luôn luôn vuông góc về mặt đất, để làm sao cho nó đừng nhớ ra sức mạnh nhất. Đừng rơi này nhá, đừng rơi này nhá, hoặc là đừng đứng thế này nhá, cùi chỏ này, thấy không? Đấy. Và sau khi xong 15 reps nhá, chúng ta sẽ tập với là AP 8 của cái bài đấy. Xong rồi chúng ta sẽ không nghỉ nhá, superset luôn với 15 reps của cái bài lateral raise này. Bài này các bạn cũng chọn làm sao các bạn tập được 8 AB 8 cho mình 15 reps này. Giữ này, xuống chậm thôi. Combo này nó sẽ rất là đau, tổng cộng là 30 reps một hiệp liền. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là chọn đúng mức tạ để làm sao chúng ta cảm nhận nhiều cơ vai nhất cho mình. Hôm nay là một cái hôm mà mình sẽ gọi là tăng cái nhịp độ lên, tăng cái volume một chút để làm sao cho chúng ta biểu hiện được tiến độ của chúng ta.
vừa tập xong combo với ngực này, với vai này. Và bây giờ đây là một bài giao thoa giữa ngực, vai và đáy sau. Khi mình sẽ tập combo, những bài này tập này sẽ khá là compound. Đấy là bài dips, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà mình muốn các bạn tập cho mình là hôm nay tập hết sức có thể, 3 hiệp tập nhiều rep hết sức có thể. Tại vì đấy là sức của mỗi bạn, tùy thuộc mỗi bạn. Có những bạn như mình cũng không thể làm được thì các bạn có thể chống đẩy cũng được, thay thế bài này. Nhưng với bài này thì mình muốn các bạn tập trung vào phần ngực nhiều hơn, vì bạn muốn đốt cháy cái phần ngực ở dưới đi, để cho làm sao chúng ta chuẩn bị sẵn sàng bước sang cái phần tay sau cho ngực chết đi, để chúng ta sang phần tay sau luôn thôi. Với cái bài dips đấy ấy, nó gần như là nó tác động vào cả phần ngực dưới này, to của bạn này, vai trước này và tay sau. Nhưng mà mình vẫn luôn muốn cho các bạn là có kéo hai xương bả vai vào, nếu không các bạn rất dễ bị chấn thương. Vì nhiều khi ấy, cái phần cơ thể của chúng ta nặng, nhiều khi vai nó không đỡ được hết, dẫn đến là cái khớp vai của chúng ta rất là dễ bị chấn thương. Vậy nên là hãy cố gắng giữ cái ngực giữa cho mình kể cả. Các bạn cố gắng là nhiều rep nhất có thể, nhiều rep nhất có thể, nhưng mà nhiều rep với điều kiện là các bạn phải tập đúng động tác, thì lúc đấy các bạn sẽ cảm thấy nó, một là nó chết hẳn, hai là nó sẽ không bị chấn thương. Đấy là cái điều quan trọng mà mình cần các bạn làm. Mình thề với các bạn, mà không biết là ngày gì đông người ra màn đến những cái máy này ở trên này không coi nên mình còn xuống đây. Và bài tiếp theo chúng ta sẽ tập tay sau nhá. Thường thì mình sẽ tập với cái thanh vi ba hôm trước chúng ta tập, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tập với dây thừng có gì chúng ta dùng đấy. Và với bài này chúng ta sẽ thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp về 2-15 rep tùy vào cái API 8 các bạn chọn. Nhưng mà mình muốn tập làm sao các bạn, với những bài này thực ra nó rất là có lợi cho mình. Khi mình giữ người này nhá, mình sẽ kéo về đằng sau như này, mình không phải nghiêng người giống như cái hôm trước là chúng ta để hàng này nhá. Bây giờ mình thẳng này, kéo về người này, cũng chậm lên này, đấy. Các bạn thấy cái tay sau của mình không? Nó rất là vào. Bài này ấy, mình không cần các bạn tập nặng gì, sẽ không cần gì ấy. Mà quan trọng là lúc xuống của bạn ấy, các bạn tập đặc biệt là cái bài dây thừng này, là sẽ bài mà các bạn cảm nhận được rất là nhiều. Nên khi mà xuống này, giữ lại, gồng lên và lên chậm chậm như mình, các bạn cảm thấy là cơ của bạn rất là cháy và các bạn cảm nhận được tốt hơn rất là nhiều. Nếu các bạn thay vì các bạn tập quá là nặng, xong rồi các bạn chỉ dùng lực đẩy người và như vậy ấy, các bạn sẽ cảm thấy là rất nhiều cái phần xương sống của bạn nó chịu nhiều áp lực ở dây thần kinh ấy. Nên là mình muốn các bạn dùng máy để tập vào cơ, tập hypertrophy chứ không phải là tập những bài như kiểu compound để nó dồn áp lực, nó tạo stress lên thần kinh của bạn, xương sống của bạn, không nên nhá. Nhớ 3 hiệp, mỗi hiệp 12-15 rep, mình vừa làm 15 rep xong nhẹ rồi, không cần nặng. Bài tiếp theo của chúng ta nhá, chúng ta sẽ tập với dây thừng này, nhưng mà ấy, chúng ta sẽ hạ cái này này xuống tầm đầu gối thôi. Vì sao xuống tầm đầu gối? Các bạn có nhớ cái bài này chúng ta đẩy đúng không? Hôm trước mình chưa hướng dẫn các bạn là setup như thế nào để làm sao cho nó an toàn một cách an toàn nhất có thể. Nên là khi mà các bạn setup như thế này ấy, và các bạn tập thì lúc mà chúng ta giơ lên chúng ta cứ xoay nó lên ấy, nó sẽ đỡ vào hơn nhiều. Và mình sẽ dạy các bạn cách xoay. Đầu tiên nhá, các bạn bước một chân về, đặt chân trái lên trụ trước này. Và sau đó nhá, ví dụ các bạn nhìn hơn chân phải thì mình sẽ để chân phải về sau. Và mình kéo này, khi kéo đồng thời mình giơ lên nhá. Và mình sẽ quay góc chân này lên, cái ngón chân đầu tiên như thế này nhá, quay như thế này, chân của mình sẽ quay như thế này, hiểu không? Đấy, bây giờ kết hợp của tay này, tay mình sẽ giơ lên, thấy không? Quay về, thử chưa? Để mình làm này, lên này, kéo lên này, quay, thấy không? Và bước về, và chúng ta sẽ tập. Với bài này nhá, chúng ta sẽ một hiệp thôi, đúng một hiệp thôi. Nó gọi là cluster set. Cluster set là thế nào? Là cái bài này nó sẽ tập trung vào blood restriction, có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn thúc đẩy một cái lượng máu vào cơ. Và cách tập của chúng ta sẽ tập 50 reps một hiệp này. Nhưng mà ấy, cách 50 reps này nó sẽ chia nhỏ như sau. Đầu tiên các bạn sẽ tập 20 reps đầu, 50 reps này cùng một lúc đại nhá.
20 reps đầu tiên các bạn tập liền tùy cho mình. Xong các bạn nghỉ 20 giây cho mình. Xong rồi tiếp các bạn tập 10 reps, nghỉ 10 giây, 10 reps, nghỉ 10 giây và cuối cùng là 10 reps cuối cùng. Đấy là cái tập cluster set và thực sự là cái bài đấy sẽ kết thúc cái buổi tay sau của ta ngày hôm nay. Nên là hãy thử đi, hãy xem mình tập và cảm nhận áp dụng nó vào buổi tập cho mình biết cảm nhận các bạn. Với các bạn là bài vừa rồi năm mấy rep để mình tập nước tạ rất là nhẹ rồi, nhưng về áp lực như vậy thực sự là cái tay của sau mình nó cháy dã man. Lúc đầu nhá, khi mà các bạn còn sức ấy, hãy tách tay ra cho mình, tách tay ra. Nhưng mà khi bạn không còn sức như mình ấy, nhưng lúc mà không còn sức ấy, chụp tay vào kéo nốt số rep, ngừng hạ tạ, chọn mức tạ đầu tiên ban đầu nhẹ thôi, nhẹ ban đầu ấy. Các bạn ban đầu các bạn sẽ nghĩ là nó nhẹ, các bạn ôi trời, mức tạ dễ thế. Nhưng bên sau ấy, khi các bạn tập dần, số rep nó càng nhiều dần ấy, thì acid lactic ấy, nó càng dần, nó càng tụ dần trong cái cơ của chúng ta. Lúc đấy các bạn mới thấy cái nỗi đau rột nén nó bùng lên như thế nào. Nên là đừng gọi là đừng quá overestimate bản thân, đừng quá tự tin. Mà cái bài này mình cứ gọi các bạn hay nhát cũng được, hay nhát dùng mức tạ nhẹ cũng được. Nhưng mà muốn cảm nhận, mình muốn các bạn cảm nhận cái mức tạ đấy vào cơ của bạn để làm sao cái bài tập nó hiệu quả. Và chúng ta còn một ít bài nữa, bây giờ chúng ta sẽ tập một bài book để kết thúc cái buổi tập ngày hôm nay. Bài cuối cùng của chúng ta sẽ là bài book của tuần đầu tiên chúng ta tập, bài mà mình chưa rút đấy. Cũng 10-10-10 như thế nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ có 10 khoan thẳng này. Crunch đấy, chúng ta sẽ tập một side crunch là đây. Cái khu trò của mình bên nào sẽ chạm vào đối với bên đó. Ví dụ bên phải sẽ bao trái, bên trái sẽ bên trái. Sau đó mình sẽ gồng lên và giữ lại 10 giây. Mình sẽ để 10 giây. Never get old, bro. Đã xong buổi tập ngày hôm nay, mình thực sự thấy hôm nay cực kỳ tuyệt vời. Mình chưa thấy hôm nào mình sung như này, cảm nhận vào cơ nhiều như thế này. Mặc dù là chúng ta đã thử để làm sao để cái API 9 đủ 4 cái, nhưng mà được 5 cái nhưng mà không được, nhưng mà không sao hết. Nên là buổi tập chúng nó diễn ra thật là thành công, mình tập được hết sức và thực sự tập trung rồi, cảm nhận được rất là tốt. Tất cả mọi thứ không quan trọng. Và với buổi tập ngày hôm nay và với buổi chia sẻ ngày hôm nay qua cái nếu khi mà các bạn chịu cân ấy thì các bạn nên làm như thế nào ấy, thì đấy mình đã nói với các bạn rồi ấy. Ban đầu bây giờ các bạn cứ thử đi, thử 5% giảm về fat và carb đã, rồi 10% tăng ở cardio. Còn nếu các bạn muốn nhá, các bạn cảm thấy là khi mà các bạn giảm như thế các bạn không thể giảm cân được nữa ấy, thì lúc đấy các bạn có thể tăng lên 10% một lần cũng được. Tại vì có những người chỉ cần giảm 5% là đủ rồi, nhưng mà có những người phải lên 10% và tối đa là lên 15% một lần ấy. Thì các bạn cứ thử từng mức một. Mình nghĩ là khi mà mình
mình thử 5%. Nếu mà mình không tăng được, mà khi các bạn lên thử lên 10% các bạn tăng được ấy, thì lần sau nữa các bạn thử 7.5% xem. Chúng ta thay đổi từng tí một, chúng ta cho cơ thể thay đổi từng tí một như thế ấy, thì nó sẽ thích nghi dần dần. Và khi mà cộng dồn lại ấy, chúng ta thay đổi nhiều lần như thế ấy, nó sẽ tạo một hành trình dài hơn. Đây là cuộc đua marathon. Đừng nghĩ là khi bạn không giảm được các bạn phải tăng hàng trăm cardio, trăm calorie cardio rồi giảm hàng trăm calorie ăn uống, không cần thiết. Chúng ta giảm từ từ và các bạn sẽ thấy kết quả. Hôm qua mình mới giảm được có đấy một tí thôi, mà hôm nay mình đã giảm được tận 8 lạng đến 1 cân rồi. Thấy không? Cơ thể chúng ta kỳ diệu lắm, nên là hãy cứ thử đi. Cơ thể nó sẽ là một ẩn số, nhưng nếu mà các bạn dần dần khám phá được cái ẩn số đấy, các bạn sẽ thấy rất là thú vị và hiểu cơ thể của chúng ta hơn. Nên là mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai. Hôm nay mình rất thoải mái này, tối về học hành chiến đấu các kiểu, và mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai với buổi tập lưng xô pull day deadlift đấy nhá. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, ngày mai mình có sức để deadlift với chúng tôi. Bye bye.